Đang đi bắt cá. Đầy trái luôn, chín đen cây luôn kìa. Trái không? Nhiều quá, vui quá. Nó cũng đầy luôn á. Quá trời ơi, ăn chưa? Kìa anh ơi. Ăn bỏ cái hộp vô nữa anh. Thế anh không biết ăn. Thế anh không biết ăn. Ăn nhiều cái đã. Thôi chắc trái chua chua. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái trái này nó vậy mà. Lên. Khô nước quá nó bự à. Ừ, khô nước quá nó không. Đây. Quá trời. Trái quá vậy. Có trái chín ngọt lắm. Trái đen. Ồ, nó cạn quá vậy. Nó cạn khó bắt mé à. Cho. Nè nó cạn khó bắt mé vậy. Rồi dám đi qua cái chỗ không có tay vịn không? Có đâu, mấy con cỏ không có. Dám đi qua chỗ không có tay vịn không? Qua về không được. Ừ. Có cá, có cá. Dở lên cầu lâu. Yeah, quá. Wow. Ôi rồi, sống một con rồi. Quá, wow, nhiều quá. Quá. Yeah. Kìa 5 con 6 quá nhiều lắm kìa. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hồi nãy hả? Nhiều cá lắm luôn. Rỡ hơn Nguyên Long, Nguyên rỡ rồi kìa, Long rỡ luôn đi. Không biết rỡ hả? Không nghi lắm. Nghĩ mà nó chán thì cậu Long tôi. Cá rô hả? Cái dừng nha, vuột là bắt đền tiền lại ký cá đó. Wow, nhìn kìa. Lại không vậy đi. Đó. Hãy lên bờ này, hãy mạnh lên. Ê! Cậu lốc này. Yeah. Hãy mạnh lên Nguyên. Cá to, cá to. Dạ, dạ nha. Nhiều cá lắm nè. Lên với bộ. Con cá. Chú đi ta.